Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Hôm nay tôi xin được giới thiệu đến nhà đầu tư bản audio có tựa đề Thị trường Forex khoe khoang và chứng minh thực tế hoàn toàn khác xa nhau. Trước khi đi vào những giá trị chia sẻ này thì tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, đang chứng minh, dẫn chứng vào trong thực tế là những minh chứng cho nhà đầu tư và bản thân chính các bạn cần phải hiểu rõ rằng giao dịch được thì dẫn chứng, chứng minh và trong thực tế đây không phải là sự khoe khoang. Khoe khoang trên thị trường Forex là sao? Là bản thân chính những kẻ đang ra ngoài chia sẻ mà bản thân chúng không dẫn chứng và trong thực tế được, không cho chúng ta xem được rằng bản thân bọn chúng giao dịch như thế nào và xem toàn bộ lịch sử giao dịch của bản thân chúng, mà bản thân chúng nói rằng bản thân chúng áp dụng được vào trong thực tế, chúng tạo được ra lợi nhuận trên thị trường mà chúng không dẫn chứng cho chúng ta về cả quá trình mà bản thân chúng giao dịch, vận dụng, áp dụng vào trong thị trường thực tế, thì xin lỗi, đó chính là những kẻ khoe khoang, bịp bợm, lừa đảo trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ sẽ hỗ trợ được cho các bạn trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào. Đây là cả quá trình dài mà bản thân chính các bạn hay bản thân tôi cũng là người phải có thời gian để nhìn nhận vấn đề, phải đánh giá và mời bạn theo dõi. Hôm nay tôi đi ra ngoài nên không có cái hệ thống tự động đọc, thế nên tôi sẽ tự nha. Thị trường Forex này làm gì có cái chuyện chứng minh năng lực bằng giao dịch Forex Live và show full toàn bộ lịch sử giao dịch của bản thân mà cho đó là khoe khoang. Đó là điều nực cười của bọn lừa đảo Forex. Chúng đang thuốc và mị dân cũng như thao túng tâm lý của nhà đầu tư mới và chưa am hiểu về thị trường Forex. Vì đơn giản rằng bọn không có năng lực giao dịch Forex trên thị trường, chúng đâu có dám dẫn chứng và giao dịch live thực tế. Bọn không có kỹ năng giao dịch thì lấy gì ra giá trị để mà dẫn chứng bằng kết quả giao dịch của bản thân chúng, bằng lịch sử giao dịch cho nhà đầu tư kiểm chứng trên thị trường. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Khoe khoang trên thị trường Forex chính là bản thân kẻ đang nói với nhà đầu tư Forex rằng chúng có xe thế này, nhà thế kia và tài sản nọ ở trên thị trường và nhờ và những giao dịch, song thực tế bọn lừa đảo Forex, bọn nổ, bọn bốc phét này chúng không dẫn chứng được thực tế giao dịch live của bản thân chúng và toàn bộ lịch sử giao dịch của bản thân chúng cho nhà đầu tư kiểm chứng. Vậy đó chính là một kẻ khoe khoang trên cái thị trường giao dịch Forex này mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận cho nó đúng. Và những vấn đề và những vấn nạn lừa đảo trên thị trường Forex chuyên dùng khác đó chính là giao dịch Forex được rồi cần gì phải chứng minh. Chứng minh để làm gì, hay là sâu tài khoản ngân hàng ra rồi gáy đó là giao dịch được, đó chỉ là trò hề của những kẻ lừa đảo Forex không có khả năng đang bịp bợm nhà đầu tư Forex mà thôi. Còn người có năng lực thật sự, họ giao dịch được cần gì phải gáy rằng thế này hay thế kia, hoặc xe thế nọ hay thế kia trên thị trường. Giá trị thực của thị trường Forex chỉ đơn giản đó chính là chứng minh thực tế giao dịch của bản thân bằng chính năng lực, kinh nghiệm của chính mình và dẫn chứng kỹ năng giao dịch Forex của bản thân bằng chính lịch sử giao dịch của bản thân họ cho nhà đầu tư kiểm chứng giá trị kết quả đó mà thôi. Năng lực có được trên thị trường Forex phải được dẫn chứng bằng thực tế, có cơ sở để kiểm chứng, đánh giá, thời gian, theo dõi, làm gì có cái chuyện như bọn lừa đảo Forex chúng nói, chứng minh và khoe khoang. Còn chứng minh là khoe khoang, còn giao dịch Forex được thì cần gì phải dẫn chứng, đó là những điều mà bất kỳ một nhà đầu tư Forex nào khi tham gia vào thị trường Forex cũng cần nên hiểu rõ và nhìn nhận đúng về bọn lừa đảo Forex và bọn không có kỹ năng giao dịch trên thị trường đang ra ngoài bịp bợm nhà đầu tư. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang truyền tải sẽ hỗ trợ được cho các bạn trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào. Giao dịch được thì dẫn chứng, chứng minh vào trong thực tế, giao dịch không được thì lấy gì ra để dẫn chứng, chứng minh vào trong thị trường thực tế. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi chia sẻ tất cả đều có cơ sở và dẫn chứng, chứng minh bằng thực tế từ chính những giao dịch của bản thân tôi trên thị trường để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá và thấy rõ về những giao dịch của bản thân mình. Và tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang truyền tải, chia sẻ sẽ hỗ trợ cho các bạn trên con đường mà bản thân các bạn đang tham gia vào. Xin chào nhà đầu tư và chúc các bạn có một nghỉ lễ vui vẻ